Hồng Duy sẽ được trao cơ hội với tình huống này. Với cách lấy đà như thế này thì có thể sẽ là một cú đá thẳng đến từ vị trí của Hồng Duy. Hồng Duy đá thẳng. Đó là một cú đá quá cao so với khung thành của Hiếu Tống. Hồng Duy, đây là đường chuyền hay của Hồng Duy dành cho Ian Mbappe. Ian Mbappe, cơ hội đấy rồi. Hơi dườm già ở trong tình huống vừa rồi. Ở nhịp đầu tiên thì Ian Mbappe hoàn toàn có thể tạo ra một tình huống dứt điểm. Nhưng khi anh đã vượt qua một cầu thủ thì anh đã bị chặn lại bởi cầu thủ thứ hai. Tuyến giữa của các cầu thủ áo trắng cũng không có sự phục vụ của Hiếu Mặt Áo Đỏ. Michael Kiên. Một lần nữa Michael Kiên đã bị tác động bởi các cầu thủ đỏ nhưng trọng tài xua tay. Và trọng tài không cho rằng đó là một pha bóng phạm lỗi. Michael Kiên to xác nhưng khá là mong manh dễ vỡ. Như vậy thì lúc này trong đội hình đội bóng đỏ đã có thêm sự có mặt của cầu thủ mang số 27. Hôm nay như là những người đang tập dưỡng sinh tại một công viên. Cơ hội dành cho các đội đó. Vào! Cuối cùng thì cũng đã có một rocker để tạo ra một sức mạnh, tạo ra một sự sôi nổi ở trong trận đấu này với bàn thắng đầu tiên ngày hôm nay. Và đó là tình huống ra chân của Ngô Bảo, một cú đá quá tốt và nó đến từ một sai lầm nơi hàng phòng ngự của đội bóng áo trắng. Bàn thắng cũng đã xuất hiện. Sự xuất đường chuyền Mbappe không vào. Và đó cũng là tình huống cuối cùng ở trong trận đấu ngày hôm nay. Ở trong hiệp đấu này, Vegan đã có cơ hội dứt điểm của Ian Mbappe. Nhưng sự chính xác vẫn đang lẩn tránh các thủ. Xuân Phong. Không vào. Một tí nữa thôi thì nếu như mà Ian Mbappe có thể chạm bóng thì câu chuyện đã khác rồi. Và đây là câu trả lời dành cho các cầu thủ ủy ban Gò Vấp. Số 19 của chúng ta làm gì nào? Một cú đá quá đơn giản để cho khóa. Nguyễn Hoàng. Penalty dành cho các cầu thủ Vegas FC. Trọng tài Nguyễn Anh Thảo đã rất nhanh để chỉ tay về chấm đá 11m dành cho thầy chó huấn luyện viên Rory. Liệu rằng ai sẽ là người Trần Tâm đối đầu cùng với Hiếu Tống. Trần Tâm vào. Một bàn thắng như giải tỏa những tâm lý đang căng cứng ở những thời điểm vừa qua của cầu thủ Vegas. Một bàn thắng để giải tỏa những áp lực mà các cầu thủ áo trắng đã phải trải qua trong trận đấu này. Một tình huống đá penalty nhảy chân sáo thành công của số 20 bên phía câu lạc bộ Vegas. Tỷ số bây giờ đã được quân bình. Và đây sẽ là một trong những tình huống để mở ra một ngày thi đấu mà tiếp tục là một pha phạt góc nữa. Robbie. Nguyễn Hoàng. Không, bóng về chân của Minh Thông. Minh Thông khoảng trống. Không được. Tình huống ra chân rất nguy hiểm của Minh Thông nhưng bóng vẫn đi ra ngoài. Nguyễn Hoàng. Thanh Yên coi đây rồi. Dứt điểm. Bàn thắng để lần đầu tiên vươn lên dẫn trước của các thủ Vegas. Đáng lý ra thì các thủ đỏ cần phải thi đấu chắc chắn hơn bằng một tình phá bóng lên. Nếu như mà hậu vệ cánh phải của ủy ban Gò Vấp phá bóng thì không có tình huống này. Nhưng bóng đá là như vậy, không có chứ nếu. Để bóng về chân của Thanh Nghiên đã xử lý hay rồi tạo ra một đường chuyền nhà ra phía sau. Và cầu thủ mang áo số 37 đội trưởng Nguyễn Hoàng. Đây là sai lầm của các cầu thủ áo trắng. Có thể dứt điểm. Không được. Một sai lầm đến từ hệ thống phòng ngự của Vegas FC và một tí nữa thôi thì họ đã trả giá. Nhưng như đã nói, những cầu thủ áo đỏ đã bị hao mòn thể lực. Cơ hội,
Quốc Dũng ở phía trong là Minh Thông. Quốc Dũng, Thanh Huỳnh, Yên Mbappe không vào. Vẫn chưa có duyên dành cho Yên Mbappe. Rory, Minh Thông, tốt rồi. Yên Mbappe, Yên Mbappe ở phía trong là Quốc Dũng, không vào. Một sự vô duyên đến kỳ lạ của Yên Mbappe. Thật sự rất khó tin. Chưa bao giờ mà chúng ta thấy Yên Mbappe tịt ngòi lâu đến như vậy. Cho các thủ Vegan ấn định tỷ số trong trận đấu này. Hồng Duy, Hồng Duy làm gì nào? Hồng Duy đưa chuyền dứt điểm vào. Đó là bàn thắng cuối cùng để khép lại trận đấu ngày hôm nay. Hồng Duy là người đã kiến tạo để cho Thanh Huỳnh ghi bàn. Tỷ số chung cuộc là 3-1 dành cho các thủ Vegan. Một trận đấu vất vả của Vegan. Một chiến thắng. Nhưng đây là một chiến thắng để cho Vegan cần phải nhìn lại vào lối chơi của mình, để đánh giá lại về đội hình, về cách chơi khi đối đầu với một đối thủ không được đánh giá cao như các thủ Ủy ban Nhân dân Gò Vấp.